Hit me. Chúng mày chơi cái gì đây? Bọn tao đang chơi lắc xúc xắc hên xui búng tay. Ồ, anh Thái chưa tới à? Anh Thái ở đây một tí. Thương một nhá. Anh Thái ở bọn nó trong này này. Anh Thái đến. Anh Thái, anh Thái. Hello, anh Thái. Chào mấy đứa. Thế hôm nay quay clip gì anh Thái? Hôm nay mấy đứa muốn quay clip gì cho các bạn xem đây? Hôm nọ đi chơi anh Thái tiêu tiền hơi quá đà. Hôm nay anh Thái còn tiền để làm clip không đây? Anh Thái nhiều tiền mà, lo gì? Đúng rồi, không phải lo à? Mấy đứa đừng có chỉ nghĩ đến tiền, mà cho dù có tiền thì phải khiêm tốn. Cho dù mình có tiền nhưng mà có rất là nhiều người còn có nhiều tiền hơn, mấy đứa hiểu chưa? Thế tóm lại hôm nay anh Thái có tiền không? Để mua đồ quay video. Anh không. Vậy giải tán thôi. Đứng lại. Đứng lại. Con tiền xong đứng lại. Tại sao mấy đứa không dùng đầu nhỉ? Chúng ta không có tiền nhưng chúng ta mới có cái đầu sinh ra là để suy nghĩ, nghĩ ra ý tưởng phải không? Mấy đứa có còn nhớ là trước đây mình đã có một cái series đó là đi tìm đồ ăn trong tự nhiên không? Có ạ. Đấy, có mất đồng nào đâu đúng không? Vâng. Không mất đồng nào, tuy nhiên là chúng ta vẫn quá có clip cho các bạn xem và nó vẫn rất là thú vị. Vậy tại sao nhân cái ngày mình hết sạch tiền, chúng ta không làm một cái clip tiếp theo trong cái series đi tìm đồ ăn trong tự nhiên cho các bạn xem đúng không? Đúng rồi anh Thái ạ, trong tự nhiên còn rất nhiều đồ ăn, chúng mình còn chưa quay cho các bạn xem nữa. Đúng vậy. Em biết có một chỗ có đồ ăn trong tự nhiên, mùa này mới có thôi. Thế à? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thống nhất là tiếp tục làm clip đi tìm những cái đồ ăn độc đáo ở trong tự nhiên mà chúng ta có thể ăn được nhá. Vâng. Ý tưởng của anh Thái rất hay. Các bạn biết được bao nhiêu đồ ăn trong tự nhiên, comment xuống dưới video xem nào. Còn bây giờ chúng mình sẽ đi tìm những đồ ăn trong tự nhiên mà chúng mình biết cho các bạn xem. Đi thôi. Trước khi đi bây giờ chúng ta hãy lấy mũ và đội vào để cho đỡ nắng. Vâng. Vừa di chuyển từ nhà rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi xung quanh làng, sẽ tìm lấy một vài. Ôi Thái ơi. Ôi. Làng cổ. Cái gì? Cái làng cổ. Mình thấy vàng cổ. Vâng. Dép của thằng nào ấy? Không biết định thế. Wow, vàng cổ đẹp thế. Cổ. Tung bá định giá mọi loại dép. Dép bao tiền anh ơi? Dép này có thể đăng giá đến 1 năm tù hoặc là 2 năm nhé. Thảo mang về đóng tủ cất đi. Thôi, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là đi tìm đồ ăn trong tự nhiên mà, đi thôi. Vinh dẫn đường đi em. Chỗ nào có quả cây trong tự nhiên nào? Đây đi theo em biết chỗ này. Đâu? Nhanh lên. Đây. Ồ, cái gì ấy? À đây, đây anh ơi. Cái gì ấy, cái gì ấy? Mày lừa bọn anh à? Đây là rau khoai. Rau khoai có phải là đồ ăn trong tự nhiên đâu. Rau khoai là do người dân trồng đấy. Em có bỏ rau khoai đâu. À ý mày là cây khoai sọ này chứ gì. Cây khoai sọ này cũng là người ta trồng đấy, không phải mọc trong tự nhiên đâu. Em nói là cây chua me đất. Cây chua me đất á, đâu? Đâu thấy đâu. Đâu? Đây này, đây là chua me đất này. Đâu? Đây. À. Cây chua me đất này ăn được cả củ, cả lá, cả hoa. Đâu ăn thử nào. Ăn thử nào. Sao chua Vinh? Thế thế nó là cái gì? Là chua me. Thì thế. Bây giờ chua như me. Mày làm sao đâu? Chua lắm được. Chua đâu? Cái lá thì chua nhưng cái củ ăn rất là ngon. Chúng mày đào củ để quay cho các bạn xem. Ok ok, okay. Một củ. Đâu? Đây đúng không? Ừ đúng rồi. Đây này các bạn ơi, củ chua me đất này. Ồ cây này to các bạn ơi. Chẳng có củ nào. Cái gì đấy ấy? Cái củ gì ấy? Đây một củ nữa. Ồ củ to, củ to. Ồ. Đây. Ồ. Được hai củ rồi các bạn ơi. Đây củ nữa này. Hai củ luôn các bạn ơi. Ba củ. Ấm no rồi. Đây là một củ rồi. Ôi củ này to đấy. Ủa, có củ thay nhỉ? Ừ. Ủa, to thế nhỉ? Ui dồi ôi. Đây một củ nữa. Ôi, củ to thế. Bé. Một củ nữa các bạn ạ. Ui, nhiều đấy. Bọn mày đào được bao nhiêu củ rồi? Tao bảo đào được bằng này rồi. Chưa củ nào. Tao cũng thế, chưa củ nào. Chậm đi. Đây củ to các bạn ạ. Cà rốt à? Y như củ cà rốt đấy các bạn ạ. Đây là cà rốt phơi rồi. Ôi chúng mày, tao đào được củ này to lắm. Đây, củ to lắm chúng mày ạ. Đâu? Đây. Khoai mày.
Củ khoai mà mày nhìn ra củ trên miếng đất là chi? Món này ăn được đúng không anh hả? Đúng rồi. Ê, quả này ăn được nhưng mà phải chín. Xanh này ăn không ăn được đâu, đắng lắm. Đây em có một củ chu mía này. Củ hai sừng luôn. Đây một củ nữa này. Ồ, thương đào được nhiều đấy. Đây này các bạn ơi. Cái cây này này, đây chính là cây chu mía đất. Cây này nó có 3 cánh mà cây nào có 4 cánh bọn mình hay gọi là cây quả may mắn đấy các bạn. Nhưng mà đây toàn là 3 cánh thôi. Cái gốc của nó này mà không biết có củ không. Đổ lên thử. Ồ, chưa có củ các bạn ạ. Đây quả chu mía đất này. Cái gì đây? Thế nào mày nhìn tìm quả chu mía. Ôi giời ơi. Đấy một củ này. Mình nhổ được bằng này rồi. Đấy. Đây các bạn ơi, mình đào được hai củ to như hai củ gà rốt luôn này. Đấy Thương ơi, cảm ơn Thương ơi. Ok. Ồ, nhiều chưa các bạn ơi? Bằng này là thoải mái khoe cho các bạn xem rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi rửa quả chu mía này để cho nó sạch để các bạn nhìn cho nó rõ nha. Ờ đúng vậy. Mà mấy đứa làm nát bét cái rổ khoai rồi. Chạy nhanh còn kịp. Rồi đi mấy đứa, rồi đi mấy đứa. Ok, mày ơi, chú anh Thái chưa xong chưa? Chưa. Rồi, đi giờ chú anh Thái thôi. Đi. Đây, mấy đứa rửa xong hết củ chu mía đất chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng khoe các bạn cái thành quả đi đào bới ruộng khoai để lấy củ chu mía đất ngày hôm nay. Đâu? Đây. Xem của Khanh nào. Đây là một cái cây chu mía đất hoàn chỉnh bao gồm, à, thiếu mất hoa. Cái mùa này nó chưa ra hoa các bạn ạ. Ra hoa thì củ rất là to luôn nhưng mà đây, củ nó mùa này chưa hoa nên củ nó bé này thôi. Các bạn nhìn thấy không? Đây chính là cái củ chu mía đất. Nó trắng tinh này giống hệt củ cải luôn. Nhưng mà mỗi tội là đây là pha ke thôi. À, rất là ngon. Hào được 2 củ à? Vâng. Còn của Vinh đâu? Em đây. Vinh cũng được 2 củ luôn. 1. Còn của Cún đâu? Của em đây. Em được 2 nhánh. Đâu rồi, bột canh đâu? Đây các bạn ơi, dùng bột canh nhá. Bọn mình chuẩn bị sẵn bột canh rồi. Lấy một ít thôi các bạn ạ, còn để tí ăn đồ ăn trong tự nhiên thứ hai. Đấy, các bạn ơi chấm bột canh, ăn xem nó như thế nào. Ngon không anh? Ngon, nhưng nó không chua như cái lá nó. Lá nó chua lắm các bạn ạ. Và các bạn nhá. Úi xời. Không bỏ á, đúng không? Phải không bỏ, ăn ngon. Ta chấm. Chắc là mấy bạn thành phố không biết củ chu mía đất này đâu. Mau về nấu cay ăn. Cái lá chu mía đất này có thể chơi trò chơi được đấy. Bây giờ bọn mình sẽ chơi trò chơi cho các bạn xem. Đầu tiên bẻ nó ra, bên trong có cái dây. Đây, cái dây, tước ra. Tước thật khéo bạn nhá, cái dây này dễ ướt lắm. Đứt luôn rồi các bạn. Em được 1 giây. Mình được 1 giây rồi các bạn ơi. Phải rất khéo các bạn nhá, không đứt mất. Yeah. Thương đâu rồi, ra chọi với anh nào. Đây là trò chơi chọi lá chu mía các bạn ạ. Thương. Ui giời ơi. Thương các bạn ạ. Rồi lại đến Vinh. Vinh đã được 1 giây rồi. Nào. Nào. Yeah. À, Vinh thắng. Vinh bây giờ đang là vua chọi vừa chua mía. Đây cái to này các bạn này. Cái to này dây nó mới chắc. Chắc chưa? Đấy, được cái nào chưa Khanh? Em chưa. Rồi ôi dắt hết cả đám vẫn chưa được dây nào à. Nào nhận mọi kèo nhá. Hoặc cả Vinh ở đây là. Nhận mọi kèo luôn. Vâng. Mày ra đi ngay lập tức luôn. Đây lê. Thôi rồi, không chơi chọi nhau nữa. Cái trò này là hồi bé đứa nào cũng được chơi đúng không? Vâng. Coi như là bọn mình đã giới thiệu cho các bạn một cái loại đồ ăn trong tự nhiên rồi. Đó chính là củ chua mía. Chua mía các bạn ạ. À. Ở chỗ mình gọi là củ chua mía. Không biết là ở những vùng nông thôn khác thì gọi cái đồ ăn này nó là cái gì. Mà không biết các bạn đã từng bới cái này ăn chưa ấy. Còn ở nông thôn ở chỗ mình thì cái này có rất là nhiều vào cái mùa này. Nó rất là bé và nó y xì như cái củ cải các bạn ạ. À. Ăn nó cũng nhạt nhạt mà mát mát ngọt ngọt. Còn cái lá ăn rất là chua. Lá có 3 cánh, có lá 4 cánh. Bọn mình đã giới thiệu các bạn xong cái củ chua me rồi. Bây giờ mấy đứa lại nghĩ xem trong tự nhiên, ở trong khu làng mình còn có cái loại đồ ăn gì mà các bạn có thể chưa biết không? À, không biết các bạn có biết quả dâu tằm không? Ở chỗ mình đang mua dâu tằm, quả rất nhiều, rất ngon luôn. Đúng rồi đấy, hai anh Thái dẫn cả team đi tìm dâu tằm đi. Dâu tằm, đúng vậy. À... Cún nó bị ong đuổi các bạn ạ. Cái mùa này là mùa hoa ra rất nhiều cho nên là rất là nhiều ong mật nhờ. Thằng Cún này mấy ngày không tắm cho nên là ong bầu rất là nhiều. Thôi được rồi, bây giờ đang là mùa dâu tằm đúng không? Vâng. Đấy,
Có thể là ở một số nơi các bạn có quả này ấy, nhưng mà có thể các bạn ở thành phố thì có thể là một số nơi có khi còn chưa biết cái quả này đâu, nên bọn mình quyết định là sẽ dẫn các bạn đi tìm cái quả dâu tằm để giới thiệu cho các bạn xem nhá. Cún này làm gì cún? Ông đuổi em. Bị ông đuổi các bạn ạ. Các bạn ơi, nhân tiện bọn mình đi vặt quả dâu tây thì bọn mình định ghé qua cây quế này vặt mấy cái lá đi dọc đường ăn chơi. Dâu tằm. Dâu tây. Ồ, cây này ngon này các bạn. Cây cây dê dê, ngon đấy. Các bạn ơi, cái quế này ăn được cả vỏ các bạn nhá. Nhưng bọn mình không ăn vỏ, chỉ ăn lá với cành thôi. Dê tao thử tí nào. Ừ, ăn đi nhanh tao thử nhá. Được chưa? Được chưa, tao thử tí nào. Cây ngon đấy các bạn ạ. Dạ. Xong chưa, ra thử tí nào. Ngon đấy, ngon. Anh cuốn lại đến thương à. Ơ đi ra em thử tí nào. Em ra thử tí. Mày lùn bỏ mẹ đi. Đi em thử tí nào. Thế ra mà đống kia bọn mày không thử mày bô cây ra làm gì. Hai cây hai bê không thử cứ nhầm cây của tao là thế nào. Ngon các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi tìm dâu tằm. Ở đây có một bụi nhưng mà không biết có quả không. Chúng ta sẽ đi xuống dưới này tìm nha các bạn nhé. Đi xuống rồi được rồi, không chốc nữa chó. Đi nối nào ở Khanh? À xuống dưới này à. Ok rồi chú mày ạ. Đi ở chú nhân à. Ôi đây phải không? Ôi như kia đấy. Đây này ơi, nhiều quả chưa? Ừ. Wow. Đây các bạn ơi, đây chính là dâu tằm. Wow. Nhìn quả của nó này, rất là nhiều quả chín luôn. Ôi bên kia, kia anh ơi. Chết trồ. Thích mê. Bên này rất là nhiều luôn. Các bạn ơi, rất là nhiều luôn này, mình ăn thử nhá. Mình cũng thế. Mình cũng thế. Ngọt lựa các bạn ạ. Wow. Những quả đen đen như này ăn rất là ngọt luôn. Ui quả này ngon này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ngay chỗ cái này ấy, nhiều quả lắm, mình vào được một bông này. Chú ơi ngon à, ngon lắm các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, nhiều lắm, mình sẽ vào. Quả mình vặt xanh nó chu lồn mấy các bạn ạ. Đây, mình vặt quả khác. Quả đi anh ngồi hơn một tí. Ủa các bạn ơi, nhiều chưa? Nó xanh chua các bạn. Cái cây bên này nó còn sai quả hơn cây bên kia nữa cơ. Mấy quả dâu tằm này mà về dầm mấy đường thì ăn rất là tuyệt vời luôn. Ờ, đúng vậy. Cây dâu tằm này nó mọc ở ngay bờ suối các bạn ạ. Đây các bạn đang nhìn đây. Wow. Ồ, đây, quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây chính là những quả dâu tằm. Đấy, đỏ lom luôn này. Quả này nó khác hẳn so với quả dâu tây các bạn nhá. Đây là dâu tằm, dâu dại. Ăn rất là ngon. Nhưng mà nó hơi chua chua các bạn ạ. Nhờ. Vâng. À, quả này nó chưa chín, nó hơi chua chua. Nó đỏ đỏ, nó vẫn chua các bạn ạ. Nó phải đen xì đi cơ. Quả đen ngái hái. Đâu, anh Mượn. Anh Mượn review rồi. Ồ, rất là đen luôn. Đây, quả đen như này thì ăn nó sẽ ngọt này các bạn. Ngọt thật. Quả em anh này. Anh review các bạn xem thôi. Quả chín ăn ngọt. Thế bây giờ quả đỏ đỏ thì phải làm thế nào để ăn được đây? Tèn tèn tèn. Mình lại dùng bột canh. Đây này. Nó ngon, nó chua mà nó nhốt nhốt. Chấm không, chấm không? Cái nào chấm không? Ôi chấm chấm chấm. Hết tối anh thái tối ra. Hết rồi đổ ra tiếp à? Đổ nhiều vào anh thế. Đây hết rồi. Hết luôn đi. Úi giời. Úi này. Tuyệt vời. Nó ngon các bạn ạ. Đã. Quả này chấm ăn tuyệt vời. Bây giờ đến lượt mình. Ngon không? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Mà nhưng mà nó ngon hơn.
Nó phê chữ E kéo dài. Ngon không? Ngon anh ạ. Ăn no dâu tây rồi các bạn ạ. Quên, ăn no dâu tằm rồi các bạn ạ. Cứ ngỡ đấy là dâu tây. Nói chung là ở chỗ mình ấy, quả dâu tằm này bây giờ đang có mùa này. Những cái bụi cây dâu tằm này mọc ngoài rất là nhiều. Thôi trời tối rồi, clip cũng dài rồi. Và chúng mình kết thúc video tại đây. Nhưng mà em còn biết đồ ăn trong tự nhiên nữa. Thôi video này dài rồi, để lần sau đi. Các bạn nhớ like cho video này thật nhiều để bọn mình làm phần 2 nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để theo dõi cái phần tiếp theo của bọn mình. Bây giờ chào tạm biệt các bạn đi, bye bye. Bye bye.